Người ta nói nắng mưa là chuyện của trời, mà vừa nắng vừa mưa mới ngặt mình nè chứ. Mới sáng trời đẹp biết bao mà chưa trưa tí cái nó mưa. Mà kệ đi, cũng ra clip cho mấy ông xem ha, chứ bóp để sức quá. Ra thì không có ai xem, mà không ra thì bỏ cái kênh đó đóng gông luôn hay gì. Nay có mới bắt được mấy con cá lóc cá gô nè, bây giờ nuôi chung cho nó đẻ thành cá gô lóc ha. Bắt đầu nói xàm nữa đó. Nói chứ tôi nuôi chung với cái hồ cá gô phi linh, bây giờ cho nó thành cái hồ cá tạp luôn rồi. Gọi mấy con cá này nó ăn gì tại? Mình cho ăn cám gà nha mọi người. Cám gà của tôi là hơi bị đỉnh nè. Nuôi con gì cũng cho ăn cám gà được hết á. Cua mà tôi cũng cho nó ăn cám gà đó mà. Tại nó ăn như ăn hết của ông nội ngoại nó không bằng. Dịch giá này đi lại không được chứ tôi mà đến bắt 1.000 con cá gô há vô cái chuồng này nè. Cái chuồng này hồi lúc nuôi heo mà bây giờ bỏ không rồi. Nữa tôi nuôi cá ha. Cầu mong dịch nó mau qua đi. Tôi làm lại cho mọi người xem là hơi bị vip à. Mới đi ra một tí đảo lại mắt con cá gô với con cá lóc rồi. Mụ nội nó không. Thôi nghỉ luôn chứ quay gì bây giờ nữa. Mà nhớ tìm giờ sao chép liên kết lấy lại đề sức cho tôi nha. Cảm ơn nhiều ha.